vào vé lô nha các bạn, là màu vàng nha. Ủa con gì vậy? Con chim Aribert. Con chim Aribert hả? Giống gà thôi các bạn. Wow, pin. Con gì đây? Một cọp. Một con cọp màu hồng nha. Đẹp quá à. Rồi còn con này. Quả con cọp này màu gì đây? Màu cam. Wow, một con cọp màu cam các bạn ơi. Màu cam là tiếng Anh là gì? Quả hay quá. Pin đâu? Quả của Pin một con mèo màu gì đây? Màu trắng. À màu trắng. Màu trắng là quai á. Rồi. Rồi một con nữa đâu? Ê, con này là con gì? Doraemon. Màu gì? Màu xanh nước biển. À đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Lu. Hay quá. Rồi con kiệt lớn đâu? Màu trắng. Wow, một con gì đây? Quả một con chó dễ thương quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị làm gì? Wow, xin chào bạn Kiệt lớn, Kiệt giỏi với bạn Minh Châu nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt lớn với bạn Kiệt giỏi với bạn Minh Châu sẽ chơi trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đó là mình sẽ đi tìm bánh kem nha, bánh sinh nhật á. Rồi bây giờ bắt đầu nghe, chuẩn bị 1, 2, 3 đi thôi. Đã tìm được bánh kem rồi nè. Wow, bạn Minh Châu tìm được cái gì rồi? Wow, một bánh kem hình con cọp rồi hả? Rồi rồi đem ra. Wow, bạn Kiệt lớn tìm được cái gì rồi? Cái gì vậy? Wow, một bánh kem Doraemon hả? Rồi lấy ra, lấy ra. Quá wow, còn nữa không? Còn đúng không? À, rồi, bạn Kiệt nhỏ được cái bánh kem gì à? Bánh con gì hả? Quả trứng chim ai giống con gà chứ à? Wow, bạn Kiệt lớn đâu rồi? Bánh kem gì hả? Rồi, chui ra. Đấy, các bạn ơi, mấy bạn này đã tìm được rồi nghe. Rồi, chui ra thôi. Wow, đẹp quá các bạn ơi, bánh kem đẹp quá. Rồi, bạn Kiệt lớn chui ra được chưa? Đây các bạn ơi, một cái con mèo màu hồng đẹp quá nè. Quá con cọp, cọp màu hồng luôn nha. Rồi, chui ra. Quá giờ, bạn con cháu tìm được cái gì nữa chưa? Có chưa? Đâu? Wow, một bánh kem hình con gì đây? Đây các bạn ơi, một cái bánh kem hình một con chó nữa. Rồi, chui ra thôi. Quá wow, các bạn nhỏ này hay quá các bạn ơi. Đây là màu vé lô nha các bạn, là màu vàng nha. Quá wow, con gì vậy? Chim Aribert. À con chim Aribert hả? Giống gà thôi các bạn. Quá pin. Con gì đây? Một cọp. Một con cọp màu hồng nha. Đẹp quá à. Rồi còn con này. Quả con cọp này màu gì đây? Màu cam. Quả một con cọp màu cam các bạn ơi. Màu cam là tiếng Anh là gì? Màu quả hay quá. Pin đâu? Quả của con Pin một con mèo màu gì đây? Màu trắng. À màu trắng. Màu trắng là quai á. Rồi. Rồi một con nữa đâu? Ê con này là con gì? Doraemon. Màu gì? Màu xanh nước biển. À đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Lu. Hay quá. Rồi con Kiệt lớn đâu? Quả wow, một con gì đây? Con chó. Quả wow, một con chó dễ thương quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị làm gì? Quả các bạn kem nha. Đây. Đây các bạn ơi, hôm nay mấy bạn nhỏ này sẽ chơi một bữa tiệc bánh kem nha. Rồi bây giờ bắt đầu cắt bánh kem thôi. Rồi cắt con chim Aribert trước. Wow. Rồi cắt ngang rồi mình ăn thử nha các bạn. Đã quá các bạn ơi. Rồi tới bạn Châu cắt đi. Bạn Châu sẽ cắt con cọp màu hồng nha. Wow đã quá. Rồi của Bân Pin. Bân Pin cắt con này đi. Rồi Bân Pin cắt con Doraemon này các bạn ơi. Ngon không? Rồi cắt mạnh ra mới ăn được nha. Rồi rút ra đó. Ngon quá hả? Rồi chẻ ra luôn nghe, chẻ lên bên trong luôn. Wow, rồi tới bạn Kiệt lớn đi. Rồi bạn Kiệt lớn sẽ cắt con chó. Rồi bây giờ bắt đầu cầm bánh kem lên ăn thử nha. Ngon quá các bạn ơi. Wow, ngon quá các bạn ơi. Ơi, có muỗng không? Dít. Wow. Để giao ăn luôn hả? Đây của bạn Kiệt. Ui, có muỗng. Ngon không? Ngon không? Rồi của bạn Châu đâu?
Rồi cảm ơn Châu sắc ra đi. Ngon không? Đâu cứu thằng Bin, thằng Bin sắc Doraemon ra đi. Wow. Cảm đâu hả? Trời ơi. Ai các bạn bằng Bin cạp cái bánh kem luôn rồi kìa. Rồi tới bạn Kiệt, Kiệt lớn nha. Bạn Kiệt lớn sắc bánh kem rồi ăn đi. Wow. Ôi, vẫn xanh lè luôn rồi kìa. Ai cho miếng bánh kem đi? Đây, ăn con chim hả? Cho miếng bánh kem chim đi. Đây các bạn ơi, con ngon không? Bánh kem chim màu vàng nè, ngon quá à. Wow, thôi miếng thôi, miếng thôi. Wow, đây nè các bạn ơi, ngon lắm á. Đây một cánh gà qua màu hồng à, ngon quá. Đây, con thử màu hồng đi các bạn ơi. Ăn thử cái chân nha. Đi ngay cho miếng màu xanh đi. Lưỡi sao rồi? Wow. Ngon, trời ơi, lưỡi xanh lè luôn. Ngon quá các bạn ơi. Cho bác hành miếng đi. Wow, quá nhiều quá hả? Đây các bạn ơi, ngon quá. Của bạn Bin ăn lưỡi xanh lè luôn á. Bom, ngon quá hả? Xô. Rồi giờ bắt đầu mình dẹp bánh kem, cái mình lụm trứng nha. Ôi đây nè các bạn, ăn bánh kem xong chưa? Ăn nữa không? Rồi bây giờ bắt đầu mình đi lụm trứng nha, mình đi tìm trứng nha. Đây các bạn ơi, bây giờ các bạn nhỏ này bắt đầu trò chơi thí tìm trứng nha. Rồi 1, 2, 3 thì thôi. Qua wow, mình biết được cái gì rồi. Rồi bên đây còn trứng nè, chú quá. Quả wow, còn cái trứng màu xanh đây, hay quá. Rồi chui ra nha. Bạn Kiệt lớn lượm được gì rồi? Đây, lượm được một quả trứng rồi. Quả trên đây còn nữa nè. Rồi, chui vô lượm nhanh lên. Quả hai trứng rồi, hay quá. Rồi, chui ra. Quả wow, Bạn Kiệt lớn được gì vậy? Được một cái trứng màu vàng. Quả wow, một trứng màu vàng rồi hả? Hay quá, rồi chui ra. Rồi, bạn Châu được gì chưa? Trời, bạn Bin chui vô xe rồi hả? Rồi, lượm được một trứng màu hồng hả? Rồi, bắt đầu chui ra nghe. Ê, đâu rồi, ai tìm được mấy trứng đâu rồi? Chui ra đi. Wow, quá trời trứng luôn nè các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đếm trứng nghe. Ủa, trứng bạn Bin đâu rồi? Trứng bạn Bin đâu? Đây các bạn ơi, wow. À, bạn Bin với bạn Kiệt nhỏ là tìm được nhiều nhất nha các bạn. Rồi bây giờ nói màu nghe. Rồi nói màu đi. Đây là màu đỏ là red nha các bạn. Wow, màu đỏ là red đi. Đây là màu xanh gì ta? Màu xanh lá cây. Là green. Của bằng pin, là gì đâu? Màu cam. Là orange. Là blue. Rồi của bằng Châu đâu? Màu pin, màu hồng. Wow. Hay quá các bạn ơi, các bạn nhỏ này hôm nay chơi vui quá à. Rồi như vậy là video đi tìm trứng với tìm bánh kem đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.